Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, video hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá xem 7 tư duy có thể khiến bạn trở thành một nhà giao dịch đáng gờm trên thị trường nhé. Biết chính mình. Đầu tiên, bạn cần phải tàn nhẫn với bản thân một chút. Hãy thừa nhận rằng rủi ro lớn nhất đối với các giao dịch là nằm ở chính bạn. Hãy sở hữu một cuốn nhật ký giao dịch cá nhân và ghi chép nó hàng ngày. Đây là công cụ tốt nhất để bạn có được tư duy giao dịch thành công, cũng như là hiểu được tính cách ẩn mình phía trong bạn. Một nhà đầu tư thành công thường có những đặc tính tương đương với một doanh nhân chiến thắng. Việc chuẩn bị để ứng phó cho những cơn bão là bắt buộc. Bạn phải sử dụng nhật ký giao dịch của mình để khắc phục các vấn đề thuộc phạm vi cá nhân và điều chỉnh những chiến lược của bạn trước khi cơn bão ập đến. Đặt mục tiêu và tiết kiệm thêm tiền. Hãy hiểu sự kỳ diệu của tiết kiệm, lãi kép cũng như là tư duy dài hạn. Warren Buffett đã gọi lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Nếu bạn không có những mục tiêu dài hạn rõ ràng, bạn sẽ không tiết kiệm đủ tiền. Tại sao đề cập đến việc tiết kiệm cũng như là lãi kép ở đây? Hãy tưởng tượng các khoản đầu tư của bạn gặp rủi ro và bạn không có dòng tiền bù đắp. Tiết kiệm và mục tiêu tài chính là thứ sẽ đảm bảo cho sức khỏe tài chính của bạn xuyên suốt con đường đầu tư, kỷ luật và cam kết. Có những nhà giao dịch luôn tâm niệm rằng họ có thể học hết cả về đầu tư chỉ trong thời gian ngắn. Đây là một ý nghĩ sai lầm. Có quá nhiều người muốn đi thang máy, nhưng trong giao dịch và đầu tư, bạn hãy đi cầu thang. Nếu bạn mới bắt đầu, hãy tham gia một cách từ tốn và để cho mình không bị mắc vào sai lầm, hãy tập đi từng bước một. Hãy tập giữ kỷ luật và cam kết, thực hiện chúng một cách từ tốn và chậm rãi. Sử dụng công cụ và nguồn lực hợp lý. Đây là một vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng. Bạn cần một máy tính tốt với màn hình lớn và máy in, cùng với một bàn làm việc hiệu quả và một chiếc ghế thoải mái. Tương tự như vậy, các phần mềm giao dịch của EBS, Morningstar và các trang web quản lý danh mục đầu tư dựa trên đám mây là cơ bản và bắt buộc. Cuối cùng, đừng bỏ qua những nguồn tài nguyên miễn phí tuyệt vời mà nhà môi giới của bạn cung cấp. Tuy nhiên, đừng để bản thân bị trói ngợp với quá nhiều công cụ và tài nguyên. Hãy học cách tập trung vào một công cụ của bạn. Phương pháp giao dịch. Phương pháp giao dịch là thứ giúp bạn hệ thống hóa được cách bạn muốn giao dịch và bạn phải định hình cũng như xác định được nó càng sớm càng tốt. Bạn có thể tham khảo và sử dụng các phương pháp giao dịch của những trader huyền thoại trong thị trường. Ví dụ như phương pháp Kansin của William O'Neill, một trong những phương pháp hiệu quả được nhiều người áp dụng. Nắm được giao dịch nào cho xác suất cao. Bằng việc xác định được các giao dịch có xác suất cao với các thuộc tính cụ thể, tỷ lệ thắng của bạn sẽ tăng lên. Nói cách khác, không có cái gọi là xác suất 100% cho bất kỳ giao dịch nào, nhưng có những giao dịch có chứa xác suất thắng cao hơn rõ ràng. Bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch có xác suất cao và bỏ qua các giao dịch có xác suất thấp, đồng thời thực hiện điều này một cách nhất quán theo thời gian, lợi nhuận của bạn cũng sẽ tăng dần đều. Phân phối tài sản. Điểm mạnh nhất của huyền thoại đầu tư Warren Buffett chính là khả năng phân bổ tài sản tài ba. Thành tích dài hạn vượt trội của ông không phải là kết quả vượt trội ở các thị trường lên mà do ông mất ít hơn trên thị trường xuống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khoảng 90% các danh mục đầu tư đa dạng hóa có kết quả vượt trội là do quyết định phân bổ tài sản, chứ không phải do lựa chọn. Những cổ phiếu riêng lẻ, bạn nên xây dựng một danh mục đầu tư có thể bị uốn cong nhưng không thể bị bẻ gãy. Danh mục đầu tư cầu vồng với các loại tài sản được phân bố cẩn thận sẽ vượt qua mọi chu kỳ thị trường và do đó mang lại một cuộc sống tài chính lành mạnh lâu dài. Điều này được thực hiện bằng cách chọn một nhóm các loại tài sản không có tương quan cao. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.